Hôm nay cô làm video này để hướng dẫn các em ôn tập và thực hiện bài kiểm tra giữa học kỳ 1 môn giáo dục địa phương 6 sẽ thực hiện vào tuần 10 ở học kỳ 1. Thời gian kiểm tra môn giáo dục địa phương 6 sẽ là 45 phút. Các em sẽ kiểm tra tại lớp trong tiết giáo dục địa phương 6 ở tuần 10 vào ngày thứ tư, thứ năm, ngày 9, 10, tháng 11. Hình thức kiểm tra sẽ là 40 câu trắc nghiệm. Nội dung kiểm tra giữa học kỳ 1 môn giáo dục địa phương 6 sẽ tập trung ở hai chủ đề sau đây. Đó là chủ đề 1 về vị trí địa lý và đặc điểm lãnh thổ của thành phố Hồ Chí Minh. Và chủ đề 2 về điều kiện tự nhiên đặc trưng của thành phố Hồ Chí Minh. Cô sẽ soạn và phát đề cương ôn kiểm tra giữa học kỳ 1 môn giáo dục địa phương 6 cho các em, gồm có tất cả là 52 câu hỏi trắc nghiệm. Cô sẽ phát đề cương ôn tập để các em có thể chuẩn bị trước ở nhà. Sau đó vào tiết ôn kiểm tra giữa học kỳ 1, cô sẽ sửa những câu này để các em có thể biết được đáp án chính xác nhất của mỗi câu hỏi. Khi đã biết được đáp án chính xác ở mỗi câu hỏi rồi thì các em sẽ rất là dễ dàng cho việc các em ôn tập để chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa học kỳ 1 môn giáo dục địa phương 6, phải không nào? Còn bây giờ cô hướng dẫn một chút về việc khi các em làm bài kiểm tra giữa học kỳ 1. Thì khi các em nhận tờ đề, các em hãy điền đầy đủ cho cô họ, tên, lớp. Và đặc biệt lưu ý là khi các em làm bài, các em phải điền đáp án vào trong cái khung này. Cô sẽ chấm điểm dựa vào cái khung này đây. Và các em lưu ý là khi làm bài trắc nghiệm thì nguyên tắc làm là các em cố gắng làm đầy đủ hết tất cả các câu, không bỏ trống bất kỳ câu nào cả. Hy vọng rằng video này sẽ giúp cho các em dễ dàng hơn trong việc ôn tập môn giáo dục địa phương 6. Và cô chúc các em làm bài thật tốt nhé.